Chào mừng bạn đã quay trở lại với chuỗi video khám phá về răng sứ. Và trong những video trước thì chúng ta đã tìm hiểu về các loại răng sứ phổ biến. Và hôm nay thì hãy cùng tôi khám phá răng sứ Zirconia, một lựa chọn cao cấp được nhiều người tin tưởng và lựa chọn. Tại sao răng sứ Zirconia lại được ưa chuộng đến vậy? Hãy cùng bác sĩ Cường tìm hiểu ngay nhé! Răng sứ Zirconia không chỉ là một sản phẩm cải thiện nụ cười mà còn là biểu tượng của sự kết hợp giữa công nghệ tiên tiến và thẩm mỹ hiện đại. Dưới đây là những điểm nổi bật khiến răng sứ Zirconia trở thành lựa chọn hàng đầu trong lĩnh vực nha khoa thẩm mỹ, thay thế cho răng sứ kim loại và răng sứ titan. Thứ nhất là độ bền vượt trội. Zirconia là một loại vật liệu có độ cứng cao, được biết đến với khả năng chịu lực cực kỳ tốt, từ 800 đến 1500 MPa. Điều này làm cho răng sứ Zirconia đặc biệt phù hợp cho cả răng hàm, nơi cần sức chịu lớn khi ăn nhai. Ngoài ra, răng sứ Zirconia còn có khả năng chống mài mòn, nghĩa là chúng có thể duy trì độ bóng và không bị hư hỏng dù sử dụng vật liệu này lâu dài. Thứ hai là tính thẩm mỹ tuyệt vời. Một trong những ưu điểm lớn nhất của răng sứ Zirconia là màu sắc tự nhiên và độ trong suốt giống như răng thật. Thứ hai là tính thẩm mỹ tuyệt vời. Một trong những ưu điểm lớn nhất của răng sứ Zirconia là màu sắc tự nhiên và có độ trong suốt giống như răng thật. Răng sứ Zirconia không có cái phần khung là kim loại, do đó không gây ra hiện tượng là đen viền níu, đen viền lợi khi mà ánh sáng chiếu vào. Điều này giúp cho nụ cười của bạn trở nên hoàn hảo và tự nhiên hơn, đặc biệt là khi bạn muốn có một cái vẻ ngoài thẩm mỹ tối đa. Thứ ba là an toàn cho sức khỏe. Răng sứ Zirconia hoàn toàn không gây kích ứng và rất an toàn cho cơ thể. Zirconia là một cái vật liệu không gây phản ứng hóa học và không gây ra cái tình trạng dị ứng, ngay cả với những người có cơ địa nhạy cảm. Ngoài ra thì Zirconia còn có khả năng chống bám bẩn, vi khuẩn, giúp duy trì sức khỏe răng miệng lâu dài. Thứ tư là khả năng tương thích sinh học cao. Răng sứ Zirconia không chỉ an toàn mà còn có khả năng tương thích sinh học với cơ thể, nghĩa là chúng không gây ra bất kỳ tác động tiêu cực nào đối với mô níu hay mô lợi cho răng tự nhiên. Và đây là yếu tố quan trọng giúp duy trì sự ổn định và lâu dài của răng sứ trong khoang miệng hơn rất nhiều so với răng sứ kim loại. Thời gian sử dụng lâu dài với ưu điểm trên thì răng sứ Zirconia có thể sử dụng trong nhiều năm mà không cần phải thay thế. Điều này không chỉ giúp tiết kiệm chi phí mà còn đảm bảo sự thoải mái và tự tin trong cuộc sống hàng ngày. Và một trong những khách hàng của chúng tôi đã quyết định lựa chọn răng sứ Zirconia sau khi được tư vấn kỹ lưỡng. Và sau khi hoàn thành quá trình lắp răng thì cô ấy không chỉ hài lòng với vẻ ngoài tự nhiên mà còn cảm nhận được sự khác biệt rõ rệt trong việc ăn nhai hàng ngày. Và cô ấy chia sẻ rằng là quyết định làm răng sứ Zirconia là một trong những quyết định đúng đắn và sáng suốt nhất của mình. Lợi ích khi lựa chọn răng sứ Zirconia: thứ nhất là nâng cao chất lượng cuộc sống. Sở hữu một hàm răng khỏe mạnh và thẩm mỹ thì sẽ giúp cho bạn tự tin trong giao tiếp, trong công việc và trong cuộc sống hàng ngày nữa. Thứ hai là bảo vệ sức khỏe răng miệng của bạn. Răng sứ Zirconia không chỉ thẩm mỹ mà còn giúp bảo vệ răng tự nhiên, ngăn ngừa các vấn đề về răng miệng. Và đây là một khoản đầu tư lâu dài. Với độ bền và chất lượng vượt trội thì răng sứ Zirconia là một cái khoản đầu tư xứng đáng cho nụ cười và sức khỏe răng miệng của bạn. Và nếu bạn đang tìm kiếm một giải pháp nha khoa thẩm mỹ tốt nhất cho mình thì răng sứ Zirconia chính là cái sự lựa chọn hoàn hảo. Và tại phòng khám của chúng tôi thì chúng tôi cam kết mang đến cho bạn những cái sản phẩm và dịch vụ cao cấp nhất. Với đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm và công nghệ tiên tiến thì chúng tôi đảm bảo cái quá trình làm răng sứ của bạn sẽ diễn ra nhanh chóng, an toàn, không đau và đạt được những kết quả tối ưu. Hãy đăng ký ngay hôm nay để nhận những tư vấn miễn phí và cơ hội trải nghiệm dịch vụ làm răng sứ Zirconia với mức giá ưu đãi đặc biệt. Vào ngày mai thì chúng ta sẽ cùng nhau khám phá một chủ đề rất quan trọng đối với những ai đang cân nhắc về làm răng sứ và các loại thực phẩm nên và không nên ăn. Hãy đón xem video tiếp theo để bảo vệ răng sứ của bạn một cách tốt nhất nhé. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh và nhấn chuông để nhận thông báo về video mới nhất từ bác sĩ Cường. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.